Xin thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì bản tin Đoàn Gia Phúc sẽ đọc để phục vụ quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ không liên quan gì đến nội dung của một cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nhưng tôi đọc một cái bài báo vào báo Pháp Luật, quý vị và các bạn thấy không? Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ Hai 16 tháng 7 năm 2018. Lý do là hôm nay tôi thấy có một cái thông tin nói về một cái trang báo online đã bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 3 tháng. Và hôm nay đọc cái mảng tin nó có một chút xíu về tiêu cực. Tuy nhiên rằng tôi muốn đọc để tặng quý vị và các bạn, các anh chị là thẩm phán, là luật sư và những anh chị làm nghề luật, để chúng ta hiểu được rằng cái cuộc sống của những người làm nghề luật nó có những cái trông trên, những cái vất vả, những cái khó khăn mà không phải ai làm trong cái nghề ai cũng muốn học, có muốn kiến thức chuyên môn, có muốn cống hiến đều có thể được. Thưa quý vị và các bạn, thì bản tin của Đoàn Gia Phúc đọc về vì sao thẩm phán, thư ký tòa bỏ nghề. Theo thống kê thì lượng án chiếm 1/4 án cả nước, đó là án Thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị và các bạn. Năm 2016, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý hơn 56.000 vụ án, trong đó có án hình sự hơn 8.400. Năm 2007, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 57.000 vụ án, trong đó vụ án hình sự là 6.700 vụ. 6 tháng đầu năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 49.000 vụ án, hình sự là 3.400 vụ. Dự kiến đến hết năm 2018, tổng số án ở thành phố lên đến 100.000 vụ, chiếm 1/4 tổng số án cả nước. Mỗi án hình sự đều giảm, nhưng từ năm 2017 đến nay, án hình sự phức tạp, địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh lại tăng cao, có những vụ án lên tới hàng chục bị cáo, 200 người liên quan như vụ án ngân hàng xây dựng. Thực ra thì cũng là luật sư cho nên tôi hiểu được cái áp lực về án, thời gian, áp lực về chuyên môn và cái tính chất phức tạp của vụ án. Mà nếu như chỉ tính trên cái đơn vị rằng là số vụ phải thụ lý thì rất là áp lực đối với thẩm phán và thư ký phiên tòa. Bài báo này của phóng viên Hoàng Yến. Từ cuối năm 2010 đến năm 2017 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 11 thẩm phán, 19 thư ký xin nghỉ việc và con số này sẽ tăng. Trong đó có người rất là giỏi về chuyên môn, có người được bổ nhiệm một tháng. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi với chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Ung Thị Xuân Hương để làm rõ vấn đề này. Theo phóng viên thì tại Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm một thẩm phán phải thụ lý 116 vụ, trung bình là 10 vụ một tháng. Thưa quý vị và các bạn, tôi làm luật sư ở một cái vùng quê thì tôi biết là có những cái tòa án quận huyện thì mỗi năm phải thụ lý hơn 300 vụ. Đó là một con số mà áp lực đối với một số các anh chị thẩm phán. Theo bà Ung Thị Xuân Hương, việc xin nghỉ của các thẩm phán, thư ký gần đây không phải do địa bàn xa xôi, do khoảng cách địa lý đi làm. Vì các thẩm phán, thư ký xin nghỉ việc rải đều ở các tòa quận, huyện như quận 1, quận 6, quận 7, quận 8, quận 12, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Tân Phú, Hóc Môn, Bình Chánh. Ốm cũng không dám nghỉ làm. Theo phóng viên thì phóng viên hỏi rằng, thưa bà, nếu vậy lý do họ xin nghỉ việc là gì?
Thì bà chánh án trả lời như thế này quý vị và các bạn: các thẩm phán, thư ký xin nghỉ việc trước hết là do áp lực về số lượng án mà họ giải quyết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm thẩm phán phải thụ lý 116 vụ, trung bình là 10 vụ một tháng, trong khi chỉ tiêu tòa án tối cao đưa ra chỉ từ 4 đến 6 vụ một tháng. Đây quả là một áp lực quá lớn đối với các thẩm phán thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, con số 10 vụ án một tháng là tính chung cho hai cấp thành phố và quận huyện. Còn thực tế, ở những quận huyện có thẩm phán thụ lý lên đến 18 vụ một tháng. Nếu tính con số này thì việc mỗi thẩm phán chỉ có khoảng 2 ngày để giải quyết xong một vụ án. Con số này chỉ tính theo bình quân, chưa tính các trường hợp nghỉ là chờ tái bổ nhiệm, chờ thai sản. Thậm chí khi ốm, nhiều thẩm phán cũng không dám nghỉ, dù đó không phải là quyền, vì sợ không đủ thời gian giải quyết công việc. Thật là áp lực phải không quý vị và các bạn? Thì phóng viên Hoàng Yến lại tiếp tục hỏi là: ngoài cái áp lực công việc quá tải, theo bà còn nguyên nhân nào khác khiến thẩm phán thư ký xin nghỉ? Thì bà trả lời như thế này: thẩm phán thư ký còn phải chịu áp lực về chất lượng xét xử. Như đã phân tích trên, họ có quá ít thời gian để nghiên cứu, làm hồ sơ chuẩn bị xét xử. Trong khi đó, tình hình tội phạm và tranh chấp dân sự ngày càng đa dạng và phức tạp, trong khi những cái quy định pháp luật ngày càng thắt chặt, đòi hỏi ngày càng cao. Điều này đòi hỏi bởi các thẩm phán và thư ký không phải ngừng nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, nắm bắt những cái thay đổi mới trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Nếu họ không cập nhật kiến thức, cập nhật thông tin, thì khi giải quyết dễ dẫn đến sai lầm. Người thẩm phán không chỉ nắm pháp luật đơn thuần, mà cả hệ thống pháp luật ngày càng đồ sộ và càng nhiều cái quy định sửa đổi, bổ sung và nhiều lần. Lấy ví dụ từ hôn nhân, loại án tưởng đơn giản, điển hình, có vụ 3-4 năm chưa thể giải quyết dứt điểm đối với các tranh chấp về tài sản và con cái. Áp lực đối với thẩm phán, thư ký từ bị cáo, đương sự, người nhà của họ. Với án hình sự, nhất là phạm tội có tổ chức, thẩm phán có thể bị đe dọa trả thù. Còn án dân sự, sau khi hội đồng xét xử ra phán quyết, đương sự lập tức có những phản ứng gay gắt vì thua kiện. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thẩm phán vừa tuyên xong thì đương sự quá khích, rượt đổi hội đồng xét xử. Vụ này đã được chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra vào xử lý. Tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có vụ bản án vừa tuyên xong, đương sự quá khích đổ xăng từ chai nước suối định đặt bật lửa đốt trước cửa phòng xử án. May mà thẩm phán ra kịp và bảo vệ kịp thời ngăn chặn, nếu không thì sẽ có hậu quả xảy ra. Nhiều vụ án, thư ký xử xong không dám rời cơ quan, chờ đến tối bịt khẩu trang, mặc áo trùm kín ra về trong hồi hộp. Với 10 vụ án tháng thì thẩm phán khó có thể suy đoán trước thái độ của tất cả những người có liên quan để đề phòng. Thưa quý vị và các bạn, là luật sư thì tôi cũng đã từng nghe những thẩm phán ngồi kể cho chúng tôi nghe những cái câu chuyện về việc sau khi ông xét xử lưu động thì đã có phải có công an đưa về tới tận nhà vì những bị cáo, người nhà của bị cáo quá khích khi cho rằng ông tuyên án với một cái mức hình phạt người nhà, người thân họ quá nặng. Hiện nay chỉ có án hình sự khi xét xử là có lực lượng công an bảo vệ, gồm cảnh sát hỗ trợ, tư pháp và dẫn giải bị cáo. Còn các phiên tòa dân sự gồm cả hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân thì chưa có một chế độ bảo vệ nào được áp dụng. Ngoài cá nhân thẩm phán, thư ký phải đối diện với áp lực trên, gia đình họ cũng chịu ảnh hưởng không ít. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái điều mà các thẩm phán, thư ký tòa trăn trở, đó là lương thấp, áp lực. Thì phóng viên lại tiếp tục hỏi rằng, thưa bà có thể cho biết các thẩm phán, thư ký nghỉ việc định chuyển sang việc khác không?
Thì thẩm phán Ung Thị Xuân Hương đã trả lời là sau công việc trở về với cuộc sống thường nhật, thẩm phán, thư ký đối diện với áp lực cơm, áo, gạo, tiền, trách nhiệm nặng nề như chính sách tiền lương tại tòa án hiện tại là quá thấp, không đáp ứng đủ các nhu cầu bản thân, gia đình họ. Được đánh giá là nghề cao quý, nhưng lương tháng của thẩm phán sơ cấp hiện trung bình khoảng 6 triệu đồng một tháng, thẩm phán trung cấp là 8 triệu đồng. Với thẩm phán sơ cấp, bậc lương hiện tại được tính cùng với ngạch thư ký là chuyên, chuyển ngạch thư ký là chuyên viên, thẩm phán trung cấp ngạch chuyên viên chính. Có thẩm phán rất giỏi về chuyên môn lại nộp đơn, xin nghỉ. Khi tiếp xúc động viên trở lại làm việc, chúng tôi biết anh không muốn nghỉ đi làm dịch vụ nhà đất, vừa dễ có thu nhập, vừa ở cao, vừa khỏi sợ bị kỷ luật. Những trường hợp khác đến làm việc ở công ty dịch vụ tư vấn hoặc giúp việc, kinh doanh gia đình, không chịu áp lực và bỏ cuộc là điều đáng tiếc, khi mà mỗi thẩm phán đều phải cố gắng hết sức để được bổ nhiệm vào chức danh cao quý này.